Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 28 tây tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 29 tây tháng 9 rồi thì hôm nay đó thùng muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn một cái đề tài mà rất nhiều bạn hỏi thuận đó chính là cái đề tài liên quan đến có phải là chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị vỡ nợ hay là không tình hình như thế nào chúng ta nghe nói tới nợ trần nợ trần là gì và cũng như thường lệ đó hôm nay thùng sẽ chia sẻ thông qua cách nhìn của cá nhân của thuận về tình hình như thế nào thì sẽ tóm tắt lại một cách đơn giản để các bạn hiểu được là tình hình như thế nào và những gì mình đang suy nghĩ ở thời điểm hiện tại liên quan đến cái tình hình là chính phủ Hoa Kỳ có vỡ nợ hay là không và trước hết đó, chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường crypto thì hôm nay đó không chỉ riêng crypto crypto ngày hôm nay đó là các bạn thấy là một màu đỏ bây giờ đó chúng ta thấy là giá bịch còn là 41 743 Tuy là các bạn thấy được là con số này không quá xa so với lại ngày hôm qua nhưng mà trên thực tế hôm nay đã xuống dưới 41.000 cái mức gần đây nhất đó là xuống khoảng chừng là 40.700 đô thì tình hình bây giờ đó không chỉ riêng là bịch con là màu đỏ mà chúng ta nhìn vào những cái thị trường như là chúng ta nói tới thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đi những chỉ số như là chỉ số Dow Jones là xuống 1,63%, chỉ số S&P 500 là xuống 2,04% và chỉ số Nasdaq là xuống 2,83% và không chỉ riêng như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào những cái tình hình như là tình hình của vàng đi thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào biểu đồ của vàng option đó thì các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng là một ngày mà chỉ số vàng cũng đi xuống ngày hôm nay thì hôm nay đó hầu như là thị trường nào cũng là một màu đỏ ngoại trừ là bây giờ chúng ta thấy được là có một cái sự hồi phục khi mà chúng ta nhìn vào tình hình chung đó thì các bạn thấy được là những cái chỉ số futures như là hợp đồng tương lai của chứng khoán đó, đã có cái sự tăng trưởng trở lại như là Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures thì tất cả những gì đang xảy ra đó là liên quan đến một cái sự kiện đó chính là cái sự kiện liên quan tới cái nợ trần hay là ceiling trở lại tình hình ngày hôm nay đó thì có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn trong một cái video sau này liên quan đến Thuần sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm à, trong cái thời gian làm YouTube 4 năm qua với các bạn. Nhất là khi mà chúng ta thấy được là mỗi lúc mà giá cả tăng trưởng lên đó, như đã từng chia sẻ với các bạn, một câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều khi mà giá tăng đó là bây giờ có nên mua thêm hay là không. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là khi mà giá xuống đó thì nhiều người lại hỏi là là bây giờ có nên bán hay là không. Và các bạn thấy được là thường đó chúng ta cần phải nghĩ cái điều ngược lại chứ không phải là như vậy nhưng mà chúng ta thấy được là mỗi lần mà giá cả có cái sự đi xuống đó thì lại có một nhóm người những người này đó là lúc nào họ cũng canh me thị trường chỉ cần đi xuống một chút thôi thì sẽ có những cái thông tin liên quan đến phết được chia sẻ đó chính là tình hình là giá sẽ về là 25.000 30.000 hay là về một con số nào đó lúc nào các bạn thấy được là nếu như mà thị trường tăng giống như là cái lúc mà chúng ta thấy được là trong vòng một tháng qua đó thì những người này ở đâu chúng ta không thấy nhưng mà chỉ cần thị trường đi xuống một chút thôi thì lại sẽ thấy những người này đó bước ra để mà tung tin là chúng ta đã bước vào mùa đông thị trường sẽ đi xuống từ đây vân vân cái mà bạn cần phải nên nhớ đó là chúng ta bây giờ xoay quanh cái mức là 40.000 các bạn nên hiểu đó là những người mà bây giờ chia sẻ những cái thông tin gây cái bạn cái sự lo sợ đó đó bây giờ là mức 40.000 những người đó cũng là những người mà tung những tin tương tự lúc mà giá Bitcoin 30.000 cách đây là khoảng chừng là 4 tuần và trước đó nữa là các bạn thấy được là cũng là những người đó là người mà tung tin khi mà giá Bitcoin đó là xây quanh mức là 20.000 đô thì lúc đó thời điểm mà tháng 10 của năm ngoái đó cũng nói là giá Bitcoin sẽ không bao giờ qua khỏi đỉnh cũ qua khỏi 20.000 đô tình hình bây giờ đã là gấp đôi 20.000 rồi thì chúng ta được là lúc nào cũng vậy cho nên á, cái mà bạn cần làm là tiếp tục làm công việc của các bạn có nghĩa là các bạn đã có chiến lược đầu tư thì cứ nên đi theo chiến lược đầu tư của bạn thân của mình chứ đừng có nên gì một ai đó nói cái gì mà các bạn có tâm lý hoảng sợ tại vì những người này khi mà chúng ta thấy được là giá bitcoin là 50.000 60.000 100.000 sau này một ngày nào đó khi giá Bitcoin lên tới 120 ngàn Rồi điều chỉnh xuống 100 ngàn Thì cũng sẽ có những người tương tự như nói là Thấy chưa, Bitcoin đang trên con đường đi xuống Và sẽ sập bất cứ lúc nào Các bạn thấy được là bất cứ giờ nào, thời điểm nào Cũng sẽ có những người như vậy Lớp Nhất là những lúc mà giá cả đi xuống Còn lúc mà giá cả đi lên thì lại không thấy đâu hết Thôi chứ chia sẻ thêm với các bạn Một số những cái uh, kinh nghiệm cá nhân uh, Về uh, việc làm Youtube 4 năm qua Và Thuận đã quản lý tâm lý của mình như thế nào Trong khoảng thời gian này các bạn hãy chờ cái video đó thì sẽ chia sẻ sau tại vì trong video này chúng ta bây giờ sẽ trở lại để mà nói tới cái tình hình liên quan đến cái nợ trần của chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là cái ứng dụng có tên là DePocket Thì DePocket là một cái ứng dụng mà giúp các bạn quản lý tài sản DeFi trên những cái nền tảng phiêu chung khác nhau Giống như là chúng ta nói tới là các bạn có một tài sản à, được farming đi Staking trên uh, sàn PancakeSwap, Alpaca thì thường chỉ cần vào trong web app .depocket.com Paste cái địa chỉ của mình vào đó là có thể quản lý được tất cả tài sản của mình rất là tiện lợi vì vậy thông không cần phải login vào từng nền tảng khác nhau để mà quản lý cái tài sản của mình khi mà tham gia vào những cái mạng lưới DeFi khác nhau ngoài ra đó một điểm nữa thuần rất là thích về cái dụng này đó chính là có thể là giúp các bạn kiểm tra những cái địa chỉ ví cá voi giống như là các bạn có thể biết là cá voi này có vì như thế nào đang lưu trữ những đồng nào có bao nhiêu đang farming hay vay mượn đồng nào không đây những thông tin mà các bạn có thể tìm kiếm được ở trên cái ứng dụng deposit này các bạn cũng có thể là Kết nối, connect cái ví để mà lưu trên những cái à, mạng lưới cloud đó, mạng lưới đám mây, các địa chỉ mình cần theo dõi, ứng dụng không yêu cầu, 12 khoa cá nhân nên sẽ an toàn. Thì ứng dụng D Pocket này với mục tiêu là mở rộng ứng dụng trên mô thời trang ngoài mạng lưới của BSC thì quý 4 năm 2021 D Pocket sẽ mở rộng lên những mạng lưới khác như là Solana, Ethereum, Polygon và kế đến là những cái tính năng như là swap auto farming như là farming tự động trên ứng dụng có thể là tạo ra cái sự thuận tiện cho người dùng và đi chỉ có tổng cung duy nhất là 21 triệu token cho nên dự định là sẽ tiến hành IDO vào tháng 11 này. Hiện tại đó đang tổ chức một cái cuộc thi, một cái contest là trao phần thưởng qua Airdrop Depo DEPO token tại claim io Như mà nào mà có thể click vào link bên dưới hoặc là cái link ứng dụng để làm nhiệm vụ và có thể nhận được phần thưởng thì các nhiệm vụ ở đây đó khá là đơn giản bao gồm là follow twitter hay là các bạn hãy tham gia kênh telegram đây cũng là một cơ hội cho những người nào mà yêu thích và muốn sở hữu token depo depo này dự kiến vào tháng 11 là sẽ lên sàn đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái dự án này nếu mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về depocket cũng như những cái chương trình airdrop mà thường mới vừa đề cập đến thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm thì thu nhớ đó là cái tay khoảng chừng là 2 tuần đó thì chúng ta có một cái bài chia sẻ thu đã đăng trên những mạng xã hội đó chính là cái sự lo lắng của bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ chính là Janet Yellen thì bộ trưởng bộ tài chính Hoa Kỳ đó lúc đó đã nói là chúng ta đã gần chạm cái mức nợ trần rồi nếu như mà không có tăng đó, thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả và ngày hôm nay đó chính là ngày 28 tây các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái lá thư gửi từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và đương nhiên được ký bởi Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện tại. Và lá thư này gửi cho ai? Lá thư này đó là gửi cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thì trong lá thư này đã nói gì? Trong lá thư này đã tóm tắt lại nói là cái tình hiện tại đó nếu như chúng ta không có nâng cái nợ trần lên trước ngày 18 tây tháng 10 đây là ngày, ngày chẩn đoán mà thôi có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng là 3 tuần nữa trong khoảng thời gian này nếu như mà không nâng cái nợ trần lên đó, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ đi vào cái tình trạng là bị vỡ nợ và điều này sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy rất là xấu và chúng ta sẽ nói chi tiết hơn tại vì thường đã đăng một cái bài viết hồi sáng này trên những mạng xã hội đó thường cho chia sẻ với các bạn và tới đâu thường sẽ giải thích thêm tới đó với các bạn thì rất nhiều bạn đã hỏi về cái nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ vỡ nợ đây là tóm tắt tình hình chia sẻ uh, những cái thông tin với các bạn theo qua điện cá nhân của Thuận thì ngày hôm nay đó các thị trường điều đỏ chúng ta cũng đã mới vừa nói tới thì điều các bạn cần nên hiểu đó là mỗi tuần thì thị trường điều có một câu chuyện mới tuần vừa rồi đó thì ai cũng nói tới cái thông tin liên quan tới Evergrande sẽ vỡ nợ và sẽ là cái lý do tại sao chúng ta sẽ có cái khủng hoảng tài chính nhưng mà hôm nay đó thì tuần này chúng ta thấy được là hầu như là không còn ai nhắc tới Evergrande nữa tại vì mọi người đã tìm thấy thêm một cái thông tin khác hấp dẫn hơn các trang tài chính lớn đó bây giờ chỉ muốn nói về cái thông tin liên quan đến Hoa Kỳ vỡ nợ mà thôi thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta nói tới bây giờ tìm hiểu đơn giản đó là chính Hoa Kỳ cũng như là nhiều chính phủ khác đó khi mà chúng ta bắt đầu một cái năm tài chính mới đó thì sẽ có một số những cái khoản chi tiêu được để ra sẵn giống như là chi tiêu liên quan tới cái bộ công nghệ hay là cái bộ giáo dục vân vân thì đương nhiên tất cả những cái chi tiêu đó đều là cần tiền thì nếu như mà cái tiền thuế thâu chưa không đủ đó thì những chính phủ cần phải lắp cái khoản chống đó bằng cách là họ sẽ đi vay nợ chính phủ nào cũng vậy không chỉ riêng chính phủ hoa kỳ thì chính phủ hoa kỳ đó gây nợ bằng cách là họ sẽ in tiền nhưng mà thật ra in tiền chúng ta nói cho dễ hiểu thôi chứ còn chính phủ Hoa Kỳ thì đương nhiên là không thể bấm máy in để mà in tiền được tại vì cái trách nhiệm đó là không phải là của chính phủ Hoa Kỳ mà cái mà chính phủ Hoa Kỳ có thể tạo thêm tiền để mà chi tiêu nếu như mà không đủ thuế đó Thì họ sẽ bán trái phiếu Có nghĩa là họ sẽ ghi nợ Thì trái phiếu đó là một cái giấy nợ Để hiểu đơn giản đây là một cái đề tài mà Thường nghĩ là chúng ta cần phải có một cái video sâu hơn Để cho các bạn hiểu được là tiền ở Hoa Kỳ đó Cái hệ thống in tiền như thế nào Nhưng mà hiểu đơn giản nhất đó là chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạo ra một cái giấy nợ cái giấy nợ này đó là sẽ nói là khi nào mà trả lãi và trả lời thì cái giấy nợ đó, đó sẽ được bán cho cục dự trữ bang của hoa kỳ hay gọi là fed hay là họ có thể bán cái giấy nợ này cho những nhà đầu tư nhưng mà phần lớn đó họ sẽ bán cho fed cục dự trữ bang của hoa kỳ thì khi mà fed lấy cái giấy nợ này của chính phủ hoa kỳ thì họ sẽ ghi cái giấy nợ cái trái phiếu này vào trong cái ngân sách của họ vào trong cái giấy kế toán của họ là đây là một loại tài sản và sau đó họ sẽ ứng cái số tiền tương đương với cái giấy nợ đó rồi sau đó chúng Hoa Kỳ sẽ lấy cái tiền đó để mà đi chi tiêu cho những khoản cần thiết đây là cái cách hiểu đơn giản về cái cách mà in tiền của Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta thấy đó là một trong những cái vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ so với những quốc gia khác đó là khi mà cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó khi mà họ đã chấp nhận một cái gói chi tiêu nào cho cái năm kế tiếp đó hay là cái năm hiện tại thì khác cái những cái quốc gia khác đó những quốc gia khác họ chỉ cần là in tiền hay để mà lắp lại cái số chống nếu như họ không có đủ tiền để mà chi tiêu nhưng mà Hoa Kỳ đó thì lại có một cái gọi là nợ trần cái nợ trần này đó đó chính là các bạn hiểu đơn giản là nhà thì có cái trần có nghĩa là cái mức cao nhất của cái nhà các bạn không thể nào mà cao hơn cái trần được nhưng mà chúng ta thấy được là nợ của hoa kỳ đã cũng có một cái trần và khi mà họ vay mượn đó đến một mức nào đó thì cái trần nó sẽ gần đến rồi, cho nên đó, khi mà họ muốn vay mượn thêm thì lại không có được. Đây không có phải là giống như những chính phủ khác, thực ra trên thế giới này đó, người ta chỉ biết tới chính phủ Hoa Kỳ là có một cái nợ trần mà thôi. Cái nợ trần đó, cái trần của cái nợ đó đó là được lập ra để cho chính phủ đừng có chi tiêu quá nhiều và vay mượn quá nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta tới cái con số như là con số nợ cao nhất mà Hoa Kỳ có thể chấp nhận đó thì lại xảy ra một cái vấn đề thì bây giờ là cần thêm tiền thuế thâu và không đủ thì tiền lấy đâu ra khi mà không thể tiếp tục vay mượn nữa con số này đã gần kề nghĩa là hoa kỳ không thể tiếp tục bán trái phiếu để lấy thêm tiền chi tiêu nữa để mà trả cho những cái nợ trước đây các bạn được là một phần là chính phủ hoa kỳ sẽ mượn cái nợ mới sau đó họ sẽ lấy một phần tiền đó để mà trả lại những cái nợ mà họ đã mượn trước đây điều này đó thì sẽ dẫn đến những cái hệ lụy như là nếu như mà chính phủ hoa kỳ không thể tiếp tục có thêm tiền Tại vì họ không thể mượn thêm tiền nữa Thuế là không đủ Thì đó làm sao họ lấy cái tiền gì để mà trả lương cho nhân viên của nhà nước Những người mà làm việc cho những cái bộ khác nhau Hay là quân đội Những người mà đang được trợ cấp phúc lợi xã hội thì sẽ ra sao Cái số tiền đó sẽ đến từ đâu khi mà chính phủ Hoa Kỳ không còn tiền nữa Thì điều này đó là điều mà mọi người nói tới là nguy cơ vỡ nợ vì trên thực tế đó mặc dù thu thế cao nhưng thường đã chia sẻ với các bạn cái số thuế đó đó không đủ chính tiêu chi tiêu và không chi tiêu ở hoa kỳ đây là cái điều mà xảy ra khắp nơi trên thế giới nhưng mà chúng ta thấy được là tại sao mà mỗi lần liên quan đến cái nợ trần nên thì chỉ nghe nói tới chính phủ hoa kỳ tại vì chỉ có chính phủ hoa kỳ là có cái nợ trần mà thôi nghĩa là cái trần cao nhất mà có thể vay mượn những chính phủ khác này thì họ chỉ đơn giản là tiếp tục vay mượn mà thôi không cần phải lo đến cái nợ trần này thì chúng ta thấy được đó là nếu như, như vậy đó thì có phải là chính phủ Hoa Kỳ sẽ bỡ nợ, mọi thứ sẽ sập và chúng ta sẽ có một cái cường quốc mới là hết phim từ đây. Nhưng mà không phải như vậy. Cái việc này không đơn giản như các bạn nghĩ. Tại vì cái việc này đó là sẽ được giải quyết nếu như mà cái nợ trần được nâng lên. Có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta đến cái mức cao nhất mà có thể mượn tiền rồi đó thì có thể là bắt đầu đẩy cái trần đó lên cao nữa để chúng ta có thể mượn thêm nữa cho nên các bạn thấy đó là điều này có thể làm được cho nên nhiều bạn sẽ hỏi là nhưng mà điều này trước đây đã có hay chưa hay là chúng ta chỉ mới lần đầu tiên nghe nói tới cái nợ trần này thì không phải tùy theo là các bạn hỏi ai nếu như các bạn đó nhìn vào tình hình của lịch sử đó thì cái nợ trần này đó đã được nâng lên có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta đến cái mức cao nhất mà chính phủ Hoa Kỳ có thể vay mượn thì họ lại tiếp tục đẩy lên cao nữa để vay mượn nhiều hơn nữa và ít nhất đã 90 lần trong thế kỷ 20 thì uh, cho các bạn một số ví dụ đó là cái mức nợ trần đã được nâng lên tổng cộng là 74 lần từ tháng 3 năm 1962 đến tháng 5 năm 2011 bao gồm là 18 lần với cái thời mà Ronald Reagan là tổng thống 8 lần dưới thời Bill Clinton là tổng thống 7 lần dưới thời George W Bush là tổng thống và 5 lần dưới thời Barack Obama là tổng thống. Và trên thực tế đó cái nợ trần chưa bao giờ giảm mặc dù là bản thân nợ công có thể giảm có nghĩa là cái nợ trần này đó cái trần chưa bao giờ bị sụp xuống mà chỉ được đẩy lên mà thôi mặc dù là có một số năm có thể nói là cái chi tiêu của chính phủ đó là ít hơn là cái con số mà thuế họ thu vào có nghĩa là họ đã có dư ra một phần nhưng mà cho dù là cái nợ công giảm cái nợ trần chưa bao giờ giảm lúc nào cũng chỉ tăng lên và tăng lên mà thôi để các bạn hiểu rõ hơn đó là quốc hội đã nâng nợ trần 14 lần từ năm 2001 cho đến năm 2016 cái mức nợ trần đã được nâng lên tổng cộng là 7 lần Tổng cái mức tăng đó là 5.365 tỷ đô la trong cái nhiệm kỳ 8 năm của Tổng thống Bush và nó đã được tăng lên 11 lần tính đến tháng 3 năm 2015 đã tổng số tăng là 6.498 tỷ đô la trong thời gian Tổng thống Obama 8 năm tại vị thì cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn đây đó là cái lịch sử đó là nợ trần Có nghĩa là cái trần này đó đã được tăng lên liên tục như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Đây là cái tài liệu đến từ Wikipedia Nhưng mà chỉ là tài liệu đến năm 2010 mà thôi nhưng mà chưa đến thời điểm hiện tại Thời điểm hiện tại là cái cột này nó đã ra cao hơn rất nhiều rồi nhưng mà chỉ tính Từ năm 1981 tới năm 2010 thì các bạn được là cái trần của cái nợ được tăng lên và tăng lên liên tục và tăng lên liên tục và tăng lên liên tục, và tăng lên liên tục như là các bạn thấy và thật ra trước đây đó các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng rất là điều điều nhưng mà mãi cho đến khoảng chừng là giữa những năm 1900 khoảng chừng là 1995 đó thì xuất hiện một nhóm người cái nhóm người này đó là ở trong quốc hội là một nhóm người mà họ rất là có thể hỏi là bảo thủ về cái việc là chi tiêu cho nên là họ không muốn chi tiêu quá nhiều họ nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ có cái vấn đề liên quan đến chi tiêu cho nên đó, sau đó thì nâng cái trần của cái nợ lên nó ngày lại càng khó khăn hơn và chúng ta sẽ nói tới tình hiện tại một lát nữa cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái lần đầu tiên mà chúng ta nghe nói tới cái nợ trần này đó là được thành lập vào năm 1917 thì lúc đó đó họ đã tạo ra một cái trần thì họ đã để ra là chính Hoa Kỳ có thể vay mượn lên đến con số là 1 tỷ đô la tại sao là một tỷ đô la thì năm 2017 họ nghĩ là họ cũng không biết một tỷ đô la thì nghe có vẻ là con số rất là lớn và một cái con số tròn cho nên cứ nói một tỷ đi chừng nào chúng ta mới đến cái số nợ đó nhưng mà họ đã quá sai từ năm 1900 thường nhớ là 1939 ấy, thì họ lại đã phải hỏi cho quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục cho họ vay mượn thêm và đẩy cái nợ trần đó cao lên nữa thì chúng ta thấy được là cho đến bây giờ Tổng số nợ của Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại là 28,8 nghìn tỷ dựa theo là US Debt Clock và đây là chỉ tính riêng số nợ của Hoa Kỳ thôi, số nợ quốc tế rất là lớn. Chúng ta nói riêng Hoa Kỳ ra bây giờ đang nợ tổng cộng là 28,8 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta trở lại đi. Các bạn thấy được đó là tình hình hiện bây giờ là chúng ta đã gần tới cái mức cao nhất mà có thể mượn rồi, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ không mới nào tạo ra thêm tiền được nữa đây chính là cái tình hình mà được nói đến bởi trên giao Yellen và chúng ta chỉ còn thời gian là khoảng chừng 3 tuần nữa thôi là sẽ đến cái đỉnh rồi. Khác với là nhiều bạn nói đó là chúng ta cần phải có một cái sự thông qua trong vòng khoảng chừng 3 ngày từ đây cho đến cuối tháng 9 năm 2021. Nhưng mà không phải cái số nợ chân đó đó không phải là tăng theo năm hay gì hết mà chỉ khi nào mà chính phủ Hoa Kỳ đến cái mức cuối cùng rồi mới bắt đầu là tăng cái mức đó lên nếu như mà được thông qua bởi quốc hội thì chúng ta thấy được đó là cái ngày mà sẽ đến cái mức cuối cùng đó chính là chuẩn đoán là ngày 18 tháng 10 năm 2021 dựa theo chi tiêu hiện tại thì tình hình bây giờ như thế nào nếu như mà chúng ta thấy được là chúng ta đã gần đến cái ngày đó rồi mà vẫn chưa thấy bất cứ một cái tiến triển gì liên quan đến là quốc hội sẽ nâng cái nợ trần lên thì hiện tại đó nếu như mà chúng ta không nâng lên đó, thì hoa kỳ trước hết là sẽ đi vào cái tình trạng gọi là chính phủ hoa kỳ Tạm ngưng hoạt động thì cái này rất là khác với lời vỡ nợ. Nhiều bạn đó thì nhớ đến những cái lần mà tạm ngưng hoạt động trước đây đó trong lịch sử. Điều này đã xảy ra hay chưa? Tại mình nghe rất là nghiêm trọng chính phủ Hoa Kỳ tạm ngưng hoạt động là như thế nào. Nhưng mà cái điều này đã từng xảy ra 4 lần rồi. Với cái lần cuối cùng đó là dưới cựu tổng thống Donald Trump. Có thể là nhiều bạn cũng đã nhớ đó là năm 2018 và năm 2019 ngày 22 tây tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 25 tây tháng 1 năm 2019 là trong vòng 35 ngày đó. Đây là cái thời điểm mà dưới cái sự lãnh đạo của cựu tổng thống Donald Trump thì đây là cái thời điểm mà chính phủ Hoa Kỳ tạm nhưng hoạt động lâu nhất 35 ngày tổng cộng. Có nghĩa là trước đây đã có 3 lần như vậy rồi nhưng mà đây có lần lớn nhất là cái thời điểm năm 2018 đến năm 2019 35 ngày chính phủ Hoa Kỳ tạm ngưng hoạt động. Tại vì sao? Tại vì đó quốc hội không thể đồng lòng với cái số tiền cần phải chi tiêu cho cái năm tài chính năm 2019 và một phần trong đó chính là liên quan đến là cái số tiền 5,7 tỷ đô la mà lúc đó cựu tổng thống Donald Trump đòi hỏi phải có để mà có thể là xây cái tường giữa biên giới Hoa Kỳ và Mexico, như bạn còn đã biết cái vấn đề này dẫn đến cái sự trì hoãn và cuối cùng nó đã không có cái À, sự đồng ý lúc đó cho nên đã dẫn đến là chính phủ hoa kỳ trước hết là sẽ ngưng hoạt động ngưng hoạt động không có nghĩa là dỡ nợ nhưng hoạt động là tại vì bây giờ đó đã, đã không có thêm tiền nữa thì những người mà làm việc cho chính phủ đó thì phần lớn sẽ bị ngưng hoạt động để cho chính phủ hoa kỳ không có chi tiêu quá nhiều nữa thì lúc đó là đã làm ảnh hưởng đến tổng cộng là 800.000 nhân viên 800.000 nhân viên làm việc cho tổng cộng là chín cái cơ quan nhà nước và 800 nhân viên này một là họ bị furlough như là họ được cho tạm nghỉ hay là họ chỉ được trả lương một phần mà thôi và điều này đó làm ảnh hưởng đến một phần tư của tất cả nhân viên làm cho nhà nước Hoa Kỳ ở thời điểm đó và điều này làm ảnh hưởng tới rất nhiều giống như các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái dịch vụ nếu như mà điều này xảy ra thêm một lần nữa nếu như mà chúng ta thấy được là cuối tháng 9 này ra mà vẫn không có một sự thỏa thuận thì có thể dẫn đến là chính phủ Hoa Kỳ có thể là tạm ngừng hoạt động thêm một lần nữa thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những người bình thường thì thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến cái tiền hưu hay là cái tiền social security và medicare thì đương nhiên những cái mà tự động như là không cần người làm giống như là cái check cũng sẽ được gửi đến nhưng mà những người mà mới đó đến lúc mà họ nhận được cái tiền hưu đó thì sẽ không được giải quyết tại vì chính phủ hoa kỳ trong cái đơn vị này sẽ ngừng hoạt động thứ nhì nữa là liên quan đến cái cục thuế IIS cục thuế sẽ ngừng hoạt động cho nên sẽ không có ai để mà hỗ trợ các bạn để mà kiểm tra thu nhập hay là đưa ra cái số an sinh xã hội đâu đây là một những điều mà đã làm ảnh hưởng đến thuận như bạn có nên nhớ là trước đây đó thuận sống ở một căn nhà khác mà là căn này căn này là ở quận cam nhưng mà trước đây thuận sống ở thousand oaks thì có một căn nhà căn nhà có hồ bơi mà như bạn cũng đã nhớ đó thì cái căn nhà này đó thuận đăng bản bán là cuối năm 2018 thì lúc đó đã có người mua nhưng mà khổ nổi đó là người mua này cần phải được ngân hàng duyệt và ngân hàng đó không có duyệt tại vì người này không thể lấy được giấy tờ liên quan đến cái sở thuế Tại vì sao? Tại vì cái thời điểm thông bán cái nhà này đó là ngay cái thời điểm 35 ngày mà bị đóng băng có nghĩa là trong 35 ngày này là cục thuế không hoạt động dẫn đến cái người mua nhà của thường không có nào mà lấy giấy tờ từ cục thuế để được duyệt để cho họ lấy được tiền từ ngân hàng để mà trả cho thường thì đương nhiên dẫn đến là tổn thất của cả hai bên cho nên khi mà chúng ta nói tới chính Hoa kỳ tạm hoạt động đó là có ảnh hưởng thật đối với đời sống của người dân cũng như chúng ta thấy được là những cái nơi như là những cái nơi công viên của nhà nước đó thì không có ai mà đi quét rác hay là đi lụm rác hết tại vì những người đó không được trả lương thì họ sẽ được cho nghỉ giống như chúng ta nói tới những cái đơn vị như là đơn vị liên quan đến à, sức khỏe và nhân sinh, những chương trình mà hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, chúng ta nói tới cái à, à, bộ giao thông của chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta nói tới cái bộ liên quan đến là bảo vệ môi trường hay là chúng ta nói tới cái bộ quản lý thuốc và dược phẩm, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ nhưng hoạt động, cho nên cái sự ảnh hưởng đến đời sống người dân là có nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà điều này không có nghĩa là Chúng ta dẫn đến là vỡ nợ Tại vì vỡ nợ đó chỉ xảy ra Khi mà chúng ta đến ngày 18 Tây Mà sau đó Ngày 18 tháng 10 đó mà chính Hoa Kỳ vẫn không có tiền Để mà bắt đầu là Chi trả cho những cái nợ trước đây Có nghĩa là khi mà đến ngày mà Thanh toán tiền lãi đó Không chi trả thì sẽ dẫn đến Đó mới gọi là bị vỡ nợ Thì nói tới đây đó Thường sẽ chia sẻ thêm một, một số thông tin với các bạn Nhưng mà nói tới đây đó Quan điểm của Thuận là con số nợ trần đó là một con số nó khá là nhảm Giống như các bạn thấy được là lúc mà họ bắt đầu có cái nợ trần này đó là năm 1917 Thì lúc đó họ chỉ chọn một con số gì đó Giống như là con số một tỷ đô la để cho có mà thôi Rồi cứ nâng lên, nâng lên liên tục à, sau bao nhiêu năm như là các bạn nhìn thấy trên bàn hình Thì cứ nâng, nâng mãi như vậy thì Thuận lại thấy được là Thứ nhất, nếu như như vậy thì tại sao họ không có bỏ cho rồi đi Tại sao lại cần phải có cái khái niệm nợ trần này nếu như mà cái trần họ không có quan tâm đến họ cứ nâng cái trần hoài thì tại sao cần phải có thứ nhì nữa đó là tôi nghĩ đến nếu như mà cần phải có một cái trần để cho làm tượng trưng đó thì tại sao lại không làm cái trần đó một con số cực kỳ kinh khủng như như là à, một ngàn ngàn tỷ đô la hay gì đó thì để chúng ta không cần quan tâm đến nữa tại vì mỗi lần mà điều này xảy ra đó thì chúng ta được là, là làm ảnh hưởng tới người dân làm cho chính phủ Hoa Kỳ à, có cái sự tranh cãi làm cho thị trường chứng khoán có cái sự lo lắng thì các bạn thấy được là tới phút cuối đó thì tất cả những lần trước đây thì phút cuối cũng như vậy là hai bên như là đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đồng ý và lại nâng cái nợ chân này lên và đã làm điều này ít nhất là 90 lần. Cho nên tôi không nghĩ là đây là lần thứ 91 mà họ lại không nâng mà họ lại để cho chính phủ Hoa Kỳ phá sản. Thì các bạn thấy được là trong lịch sử thì Hoa Kỳ chưa bao giờ vỡ nợ. Tôi không nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ sẽ thử một lần cho biết đâu. Cho nên thường nghĩ là chuyện này rồi cũng sẽ qua mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề đây vẫn là cái vấn đề lo sợ là chúng ta lại tiến dần đến cái ngày đó lúc nào cũng còn một số những cái khả năng là chính thu Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ nhưng mà thường nghĩ là sẽ không có xảy ra. Nhưng mà khi nào thì cả hai đảng sẽ bắt tay để mà có một cây nợ rừng mới thì thượng không thể dám chắc chắn được với các bạn có thể là có sự trì hoãn và dẫn đến là chính phủ hoa kỳ phải tạm ngưng hoạt động như thường mới vừa chia sẻ với các bạn cái điều mà các bạn cần nên hiểu ở đây đó là cả hai bên giống như là các bạn là cho một gia đình đi đi thường cho các bạn một cái ví dụ đơn giản nhưng các bạn là một gia đình đi gia đình bốn người có ba có mẹ và các bạn là có bạn và anh của các bạn thì cả bốn người trong đình đều đi làm và cả bốn người đó thì cái chi tiêu trong gia đình đều chia sẻ lẫn nhau và cái thu nhập cũng đều xài chung với nhau nhưng mà trong bốn người là có một người xài rất là nhiều giống như là anh cái bạn đi xài tiền rất là nhiều rồi sau đó nợ khắp nơi rồi sau đó là bây giờ đó là mọi người trong gia đình cần phải đi làm thêm để trả nợ cho người đó tại vì bây giờ đó cái sự chi tiêu đã nhiều hơn là cái thu nhập cái thu nhập đã đâu vào đó nhưng bây giờ chi tiêu lại quá nhiều thì đương nhiên là bạn hay là ba mẹ có thể là không có vui không có thích điều đó cũng giống như là các bạn thấy được là bây giờ chúng ta đang ở chính quyền của uh, tổng thống Biden thì khi mà chúng ta nói tới nâng cái nợ trần lên đó, thì cái nợ chân này là có là tại vì cái chính phủ trước đó, nghĩa là chính phủ của cựu tổng thống Donald Trump đã sai một số tiền dẫn đến là cái nợ trần nó đã gần chạm cho nên bây giờ dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden là phải tăng lên cũng như là khi mà tổng thống Donald Trump tại vì thì lúc đó đó thì tổng thống Donald Trump cũng không muốn nâng cái nợ trần lên tại vì cái chi tiêu trước đó là cái nợ được gây ra bởi cựu tổng thống Obama và trước đó Obama lại không muốn nâng cái nợ trần lên tại vì những cái chi tiêu đó là đến từ cái chế độ trước đó nữa của cựu tổng thống George Bush, các bạn thấy được là mọi người đều không muốn nâng cái nợ trần lên, nhưng mà cuối cùng họ cũng sẽ nâng mà thôi, họ không muốn nâng, tại vì họ cảm thấy được nâng như vậy thì giống như là chúng ta chấp nhận để mà trả cái chi phí của tổng thống trước đó và tổng thống đó lại không muốn nâng lên tại vì không muốn trả cái chi phí cho tổng thống trước đó nữa tại vì cái nợ đó không phải là mới tới bây giờ mà đã có trước đó nữa thường hy vọng các bạn hiểu cái mà thường nói đây cho nên hả, mỗi lần này xảy ra đây thì cả hai bên đều không có muốn à, nâng cái nợ trần lên nhưng mà họ vẫn phải làm như vậy vì họ biết như vậy cho nên khi mà hai bên đàm phán như đại dân chủ bên này cộng hòa đây thì họ sẽ để ra một số những cái mục giống như là tôi sẽ chấp nhận để mà nâng nợ trần lên nếu như mà anh chấp nhận điều khoản này của tôi hay là tôi sẽ chấp nhận nâng cái nợ trần lên nếu như anh chấp nhận cái luật này mà tôi đưa ra vân vân thì riết rồi cái việc nâng nợ trần nó đã, đã trở thành một cái công cụ ở trong chính trị và điều này đó thực sự có ảnh hưởng lớn đối với tình hình của kinh tế như các bạn cũng đã thấy liên quan đến cái việc là hôm nay đó chỉ cần một cái lá thư đó của trên gia lên thôi thì uh, thị trường chứng khoán đã khá là lo sợ và dẫn đến là không những chứng khoán mà thị trường vàng, thị trường crypto cũng đi xuống theo. Thì ngoại trừ điều này ra đó, thì điều này đó, nếu các bạn nghĩ là bây giờ là chính Hoa Kỳ là họ muốn là vỡ nợ một lần thì điều này có ảnh hưởng như thế nào thì ảnh hưởng rất là lớn các bạn thấy được là nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ vỡ nợ đó từ trước tới bây giờ đó thì chính phủ Hoa Kỳ chưa bây giờ vỡ nợ có thể nói được là chính phủ Hoa Kỳ lòng tin là đến từ việc là chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng có thể là in ra thêm đồng đô la để mà chi trả cho những chi tiêu và chi trả khoản nợ đã mượn trước đây cho nên đối với những người mà cho chính phủ Hoa Kỳ vay mượn nó nghĩa là mua trái phiếu lòng tin họ rất là cao, thì điều này đó sẽ dẫn đến nếu như mà chính Hoa Kỳ vỡ nợ sẽ dẫn đến là thứ nhất là chúng ta sẽ thấy được là cái phần trăm lãi suất sẽ tăng lên, thứ nhì nữa chúng ta sẽ thấy là cùng cái thời điểm đó sẽ dẫn đến là nhiều loại tài sản bị bán và tình hình kinh tế sẽ rất là bất ổn và chúng ta được là một trong những cái điều mà các bạn thấy được là ngay cả khi chúng ta nói tới là thị trường của Hoa Kỳ là một cái thị trường gọi là tự do thị trường tài chính tự do nhưng mà thật ra các bạn thấy chính phủ hoa kỳ thực sự đã can thiệp rất là nhiều vào trong thị trường tài chính như là các bạn thấy là sau khi mà cái dự định xảy ra thì Fed đã giảm lãi suất hai lần bây giờ còn có 0 tới 0,25% và chúng ta thấy được là có những cái gói hỗ trợ được chia sẻ bởi chính phủ như là cái gói hỗ trợ cứu nguy kinh tế để mà đưa cho những cái thương gia, đưa cho những cái công ty và các bạn thấy được Fed cũng đã thu mua những cái trái phiếu của những công ty hay là họ bơm tiền vào để mà thu mua những cái trái phiếu bởi bất động sản đó và cái việc mà giảm lãi suất dẫn đến là kích thích nền kinh tế tại vì nhiều người có thể vay mượn với cái mức lãi suất thấp hơn vân vân cho nên các bạn thấy được là những điều này có thể làm được là tại vì chính hoa kỳ có khả năng để mà vay mượn với cái lãi suất thấp nếu như mà chính hoa kỳ vỡ nợ thì những điều đó sẽ không còn là sự thật nữa sẽ dẫn đến cái sự uh, rất là dao động ở trên thị trường và sẽ là dẫn đến nhiều cái hệ lụy sau này và thường nghĩ là nếu như mà điều đó xảy ra đó thì không chỉ riêng là thị trường chứng khoán đâu Vì bạn thường là nếu như điều đó xảy ra thì bịt con sẽ ra sao thường không nghĩ là khi mà điều đó xảy ra là Bitcoin là cái mà các bạn cần quan tâm đến Khi điều đó xảy ra là các bạn thấy được là chuyện lớn hơn sẽ xảy ra Lúc đó là thị trường tài chính nó sẽ giao đào Các bạn thì được là ngân hàng sẽ dẫn đến là nhiều ngân hàng Nó sẽ không có thể nào mà có thể tiếp tục được nữa Tại vì họ không thể mượn được cái số tiền lãi suất thấp Họ cũng không có thể nào mà cho người vay mượn với cái lãi suất thấp nữa Sẽ dẫn đến cái sự bất ổn toàn cầu liên quan đến tài chính Chứ không chỉ riêng là crypto đâu Lúc đó thì các bạn thấy được là tình hình rất là xấu Chứ không chỉ riêng là crypto mà tất cả đều sẽ à, dẫn đến một cái sự khủng hoảng Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà điều đó có xảy ra hay không Thì như thường đã chia sẻ với các bạn Thường không nghĩ là như vậy Thường nghĩ là tới cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy được Là cũng như là 90 lần trước đó Thì chính phủ Hoa Kỳ lại sẽ nâng cái nợ trần lên Và có một điều khác nữa rất là thú vị Thường muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là đồng bạch kim đáng giá một nghìn tỷ đô la mỗi lần mà chuyện này xảy ra đó thì mọi người lại nói tới là bây giờ đó nếu như mà quốc hội không có thông qua và nâng cái nợ trần lên thì không cần quốc hội bộ trưởng bộ tài chính có nghĩa là bộ chính của hoa kỳ đó thông qua một cái luật ở trong cái chính sách của Hoa Kỳ có tên là 31 USC 5112 thì cái luật này đó cho phép Bộ Tài chính của Hoa Kỳ in đồng, có nghĩa là không phải là in tiền giấy mà là in đồng ra những cái đồng bạch kim đó thì cho phép chính Hoa Kỳ in những đồng bạch kim này ra và trong cái luật này thì chỉ nói là khi in ra nên thì cái thước phải là bao nhiêu sử dụng là bao nhiêu cái chất liệu này hay là cái chất liệu kia để mà in ra những cái đồng bạch kim này và lý do tại sao mà họ có cho phép bộ chính của Hoa Kỳ đó là họ in những đồng bạch kim này ra để mà họ bán ở trên thị trường họ in ra xong rồi họ xem nó như là tài sản gì đó rồi khi mà cái chi phí mà họ in ra so với lại cái giá trị của những cái đồng này đó, cái sự khác nhau Thì là cái số tiền sẽ được sung vào công quỹ khi giờ nói gì các bạn hiểu giống như là bộ tài chính của hoa kỳ đó thì không được in tiền nhưng mà bộ tài chính của hoa kỳ thì được quyền in đồng có nghĩa là cái đồng thật sự đó là mà bạch kim thì họ có thể in những cái đồng này và cái chi phí họ in so với lại cái số tiền họ in ra đó cái, cái sự khác nhau đó là cái số coi như là thu nhập và cái thu nhập đó có thể là được sung vào công quỹ để mà dùng giống như là tiếp tục chi tiêu cho chính phủ Hoa Kỳ Nhưng mà cái luật 31 USC hai này đó Thì lại có một cái lỗ hỏng Đó chính là luật này thì nói là Bộ Tài chính Hoa Kỳ phải in ra cái đồng Là đồng đó là phải cân nặng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, sử dụng những nguyên liệu gì Nhưng mà lại không có nói là cái đồng đó đáng giá bao nhiêu Cho nên nhiều người nói là bây giờ đã có thể dùng lỗ hỏng này Để mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ không người quốc hội Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể in ra một cái đồng Và họ có thể là để cái con số lên đó là đáng giá 1 nghìn tỷ đô la thì có thể như bạn nói là một đồng mà đáng giá một nghìn tỷ đô la thì làm sao mà đủ bạch kim cái đồng đó sẽ rất là nặng thì làm sao mà di chuyển được vân vân nhưng mà trên căn bản đó một nghìn tỷ đô la đó chỉ là con số tượng trưng mà thôi các bạn thấy được là khi các bạn cầm cái đồng đô la là 100 đô đi thì 100 đô đó đâu phải là 100 đô đó là đáng giá là 100 đô nhiên liệu liên quan đến giấy bông và giấy lanh đâu nhiều bạn nói là tiền làm bằng giấy thật ra chúng ta nói gì chưa vậy hiểu mình thôi nhưng mà tiền không phải làm bằng giấy mà tiền hoa kỳ đó là làm mà cái nhiên liệu là khoảng chừng là 75% là giải bông còn 25% là giải lanh thì đương nhiên là 100 đô các bạn cầm trong tay là không đáng giá 100 đô cái nhiên liệu nhưng mà nó lại đáng giá 100 đô tại vì con số in trên đó là 100 đô thì cũng tương tự mà thôi chỉ buổi đầu chính có thể tạo ra một cái đồng bạch kim Đồng một kim này không cần phải đáng giá là 1.000 tỷ đô la Nhưng mà con số trên đó là 1.000 tỷ đô la Thì họ đã có 1.000 tỷ đô la rồi Đơn giản như vậy thôi thì đã có thêm tiền Nhưng mà chi tiêu đâu cũng quốc hội đâu Thì đây là một điều mà mỗi lần mà có cái sự tranh cãi liên quan tới cái nợ trần Thì điều này được nói đến mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Rất nhiều người bây giờ ở trên Twitter đó có cái hashtag là Mint the trillion dollar coin Có nghĩa là in cái đồng 1.000 tỷ đô la này cho mọi người thấy thì đương nhiên cho tới bây giờ đã vẫn chưa có ai làm nhưng mà điều này có thể hay không thì dựa theo luật của Hoa Kỳ là điều này có thể làm được từ bộ tài chính của Hoa Kỳ. Tương nhiên là bộ tài chính không có muốn làm gì, gì tại vì khi mà các bạn làm gì giống như là các bạn đã mở cái đường đi cho một cái lối đi mà chúng ta không biết kết thúc là như thế nào. Bây giờ bộ tài chính Hoa Kỳ có thể đã tạo một cái đồng là một 000 tỷ đô la in con số đó lên đồng bạch kim này và dùng đó để mà chi tiêu thì sau này mọi người thì sau này sẽ có những cái sự kiện tư được xảy ra thì làm sao mà để mà quản lý được cho nên thường không nghĩ là điều này là một điều mà khả thi nhưng mà cũng là điều mà có thể làm được dựa theo lực của hoa kỳ bộ tài chính có thể tự tạo ra tiền bằng cách này đây là một điều rất là thú vị mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao thì bạn hãy comment ở bên dưới cái video này một điều nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó, đó chính là những bạn nào mà tham gia vào dự thi Đây là cái buổi dự thi mà những bạn mà gửi những bài tới đó Thì cái kết quả đã có Thì sau khi mà đội Thuận Capital đã đọc hết tất cả bài viết Và chấm điểm đó, thì bây giờ chúng ta đã có 5 bạn đã chiến thắng Và mỗi bạn sẽ được nhận phần thưởng là 100 đồng USDT thì những mà nào mà đã trúng thưởng đó, trên màn hình các bạn thấy được những bạn mà đã trúng thưởng thường có để lại cái tên và để lại một phần Gmail để các bạn có thể nhận ra được là mình được trúng thưởng thì các bạn cứ liên hệ Facebook Thuận Capital hay là các bạn có thể liên hệ admin Minh ở trên Telegram thì sẽ nhận được phần thưởng và cảm ơn những bạn nào mà đã tham gia để mà ủng hộ kênh trong cái uh, buổi dự thi này và tất cả bài viết đó, đội thuần capital đều đã đọc và có nhiều bài viết rất là hay cho nên cũng rất là khó chọn nhưng mà chúng ta thấy được là chúng ta cũng đã chọn được năm bạn và những cái bài viết này đó thường nghĩ là có rất nhiều giá trị bên thuần capital cũng sẽ tạo ra một cái series và thường cũng sẽ dành thời gian đi mà chia sẻ những bài viết này ở trên youtube với các bạn Cảm ơn những bài nào mà đã tham gia dự thi trong cái buổi dự thi tháng 9 này Viết những bài tâm sự liên quan tới trải nghiệm đầu tư Cũng như là chúc mừng năm bạn mà đã chiến thắng trong cái buổi dự thi này và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được giảm 5% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là các bạn có thể nhận được 10% giảm phí giao dịch trong vòng tháng đầu tiên khi mà tham gia vào sàn Bybit cũng như là bonus 200 đô sàn Bybit và các bạn thấy được là sàn Fashion Moon XPT thì các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để có thể là tìm hiểu thông tin liên quan tới rút tin hiệu chay miễn phí cũng như là những cái đối tác như là sàn Asaniax và sàn rồi những bonus các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US Đây là những cái sàn ở Hoa Kỳ mà cho các bạn theo dõi và đầu tư những cái đồng altcoin Cũng như những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là BlockFi Đây là ứng dụng landing có lại, các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto coin Đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn